Nam tài xế điều khiển xe tải chở mũ cao su vừa vào tới ngã ba có vòng xuyến thì bất ngờ va chạm với một chiếc xe máy do một phụ nữ điều khiển, khiến người này tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều hôm qua trên đoạn qua khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, thì khoảng 16 giờ 30 phút chiều cùng ngày, tài xế Vũ Đình Hào, 40 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, điều khiển xe tải chở mũ cao su lưu thông hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi thị xã Phước Long. Đến đoạn ngã ba Chợ Mới thuộc khu phố 5, phường Long Phước thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị Lĩnh, 35 tuổi, ngụ thị xã Phước Long điều khiển đang lưu thông phía trước. Cú va chạm mạnh đã khiến cho chiếc xe máy bị cuốn thẳng vào gầm xe tải. Chị Lĩnh tử vong tại chỗ. Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.